Xin chào anh em thủ nha. Hôm nay là video ngày 25 tháng 10, shop Hoàng Tiger xin lên một ít cần tất cả những dòng hàng style. Đây là một số cần lua và cần Ikada, ISO, cần lục, đủ thể loại. Thì hôm nay em lên lagai cho anh em. Tại anh em cần chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0907010129. Shop sẽ tư vấn và giới thiệu những cái sản phẩm cho anh em cần thiết để câu thích hợp mọi loại địa hình. Bây giờ trước tiên em xin lên dòng lua trước. Đầu tiên của em, đây một cây siêu đẹp, full box nha anh em. Cây này là full box, siêu đẹp. Em thấy không? Dòng này là dòng UL cho anh em câu suối nha. Đây, hãng này hãng Coma của Mỹ, của châu Âu nè, cái này là hàng châu Âu, full bao, bao zin còn. Đây, thông số hàng châu Âu. Đây này có thông số là 1,5 m, 5 feet, mát 2-8 g. Này, anh em thấy không? Đây, chất liệu carbon, khoang buji. Và dòng này là chuyên cho anh em câu suối với câu UL nha. Cây này là để em coi đi, hả, xin lâu quá. Rất đã nha, cán bừng, rất là đẹp. Đây là mã Y1 chỉ có cân nặng là 43 g. Chỉ cân nặng chỉ có 43 g thôi. Full box mới, cây này gần như chưa sử dụng. Cây này có mức giá là 1 triệu nha. Cây UL này mức giá là 1 triệu. Giá rất thích hợp và rẻ. Đó, này, anh em coi được cái phôi của nó nè, rất là đẹp. Đó. Kế tiếp là một cây, nào để em coi đi, cái này UL hay L, là mã này là mã Y2 chỉ có 77 g. Dòng này là dòng China xác nhận, vẫn là Ultralight UL luôn nha anh em. 5,6 m, 1,68 m. Đây, 1-7 g, 2-4 dB. Đây, cho anh em. Đó, anh em thấy không? Bát rất đẹp. Hàng này là hàng China, hàng made in China nhưng mà dòng cao cấp nha anh em. Master 5,6 UL. Ủa sao nó hai lục khoen? Cây này do cái khoen á, cái khoen nó bị cái khoen trước á, cái đá nó bị về, bị mẻ, nên em thay cái đá này, nên cái cây này em bán rẻ nha. Em bán chỉ có 600k cho cây UL này thôi nha anh em. Nha, 600k thôi. 600k cho mã Y2. Cây UL rất là đẹp, 600k. Hãng này là hãng Just Master 5,6 UL, made in China xuất Nhật. Bass rất là đẹp, dòng China cao cấp, mã Y2. Kế tiếp là mã Y3. Đây, mã Y3 là một cây Bass One. Ồ, cây này có thông số khá là ok, máy ngang nha anh em. 1552, 8-20 g, 7-21 g, 5,6, 1,68 m. Cô xuất Nhật, hãng Shimano, quýnh được tới 7-21 g, thông số khá ok cho anh em quýnh lóc với chẽm nha. Nha, cây Shimano Bass One này được trang bị dàn khoan buji đen. Đây, mức giá cây này cũng khá là tốt. Rồi, em bán cây Y3 này có cân nặng là 95 g, với mức giá là khá là tốt, là chỉ có 750k thôi. Cha cho anh em nha, cho cây Shimano Bass One này, Y3, máy ngang nha anh em, dùng cho máy ngang. Kế tiếp là một mã Y4,
À, cái mã i4 này rất là hay nè, để đợi em chút xíu. Cái mã i4 này em sẽ bán cái combo này đây, anh em thấy không? Đây là cần cần này, là mã i4 này là một cái cần Shimano Light Game BB nha. Dòng này là dòng chuyên cho anh em quýnh zip, chuyên cho anh em quýnh zip nhưng mà zip cực kỳ nhẹ, là light zip đấy. Đây 1m9 nha anh em. Dòng này đời mới nên vậy là dòng China xuất Nhật. Anh em có thể quýnh mồi nhẹ cũng được, để cho anh em xích line xích nhẹ. Đây. Đó. Và máy. Máy này là máy Asus 400 Shimano luôn anh em, rất là đẹp. Chỉ có chạy xước trên đây, anh em về đánh có quen ai á, sơn lại được, tháo này ra sơn lại giùm là mới tinh. Đây, hoa văn rất là đẹp. Anh em thấy không? Tay phải nha anh em. Đây bộ này vào là cho anh em muốn xích là hết bài luôn. Đó. Đây cho anh em đi Vũng Tàu quýnh xích lai xích đó. Đó cực kỳ, và hai con mồi xích này luôn anh em thấy không, hai con mồi xích luôn, xích nhỏ này luôn. Và nguyên một bộ này em sẽ bán giá là 1.750.000 nha. Cần máy và hai con mồi luôn, nguyên một bộ này. Nha anh em, 1.750.000 cho bộ này. Cho anh em nào nhanh tay. Bộ này khá rẻ so với thị trường. Nha, 1.750.000 em sale bộ này. Bộ này cực, nếu nó thật sự luôn, rất là rẻ so với mức giá ở ngoài thị trường, rất rẻ rất là nhiều đó. Đồ cũ mà không ai dám bán mùa này 1.750.000 đâu, giá đó 1.750.000 nha anh em. Kế tiếp là mã i5. Đây mã i5, mã i5 là một cây Abu Raksin máy ngang rất là đẹp. Abu, anh em đã chơi Abu thì biết cái độ bền và cái độ tải cá của nó rồi. Và cái này dùng cho anh em quýnh lóc cảm giác và quýnh chuẩn là để câu cá chẽm nha anh em. Vì thông số này câu cá chẽm rất là tuyệt vời. Đây, cái Abu này có thông số là 662M 3/6 đến 3/4 OZ 8 đến 20 level 32g. Quýnh mát có thể lên tới 21g nha anh em, 20-21g. 6,6 là 1m98, được trang bị dàn khoan buji này anh em thấy không, cái này rất là đẹp. Đây Kabu Bass Fly buji sheet không ta, à đúng rồi, đây. Và cái này giá cực kỳ tốt, chỉ có 1.350.000 cho cây Abu này nha anh em. Thì dòng Abu anh em đã biết sản xuất từ đâu rồi phải không? Thứ xuất nhất là nó sản xuất ở Thụy Điển, và thứ hai sẽ có một nước thứ hai sản xuất qua nó là nước China. Thì đa số hiện tại bây giờ những cây đời mới là made in China nha anh em. Chỉ có những cây đời cổ mới made in Raksin thôi, nhưng mà vẫn là hàng Thụy Điển xuất qua, được công nghệ của bên Abu nha, thèm theo công nghệ của hãng Abu này mới xuất qua được cái nước của nó. Đây anh em thấy không,
Kế tiếp là mã Y6. Lại thêm một cây UL nữa. Cái này quá đẹp luôn. Cái này anh em thấy không? Cái này hãng khá nổi tiếng nha anh em. Phôi rất là đẹp. Anh em thấy phôi không? Cái này mới gần như chưa sử dụng. Anh em thấy không? Đây. Cái này hãng. Ủa, cái bát làm quá đẹp luôn. Đây. Một cây Uchalai 1m8, 2-7g, 2-8 leo beo. Đây anh em thấy không? Đây. Cái hãng CA này em cũng nào để em coi đi. Bao zin còn nha anh em. Bao zin còn. Em còn cái hãng này coi. Hãng CA này. Cái này hàng này là hàng cao cấp rồi nè. Có chữ cáp bên đây nè. Đây là hàng cao cấp chắc luôn. Thì bây giờ nè, em mua được cái này giá tốt thì em sẽ bán giá tốt nha anh em. Trang bị dàn khoan buji xít đen. Cái này gần như mới như chưa sử dụng. Đây, trang bị dàn khoan buji xít đen. Thôi rất là đẹp, bao zin còn. Và em bán cây này với mức giá mã Y6 này chỉ có 68g thôi. Em bán mức giá 1.300k cho một cây UL này. Cây này khá nổi tiếng. Nhanh em, đó một cây UL này rất là đẹp. Cho anh em nào nhanh tay. Rồi, kế tiếp lại thêm một cây này là cái gì? Cây này là dòng Mitadon, hàng đã qua sử dụng. Nhưng cái này không phải, chắc chắn cái này chưa sử dụng đâu, do cái nước mưa á, nước nó thấm vô đây nè, cái này bằng giấy nên vậy nó làm mờ cái tem này thôi, chắc chắn tại cái phôi này mới tinh nè, chưa có một vết chày nào hết. Anh em thấy không? Dòng này là dòng Mitadon, dòng này khá là nổi tiếng. Cây này có thông số là 6.6. Ôi 6.6, 1m89, 1m98 chứ. Cái này cũng, cái này bắt chẻm ngon lắm nha anh em. Cái này nó lâu quá nó không xài vậy, nó kích ghê. Hàng không có xài vậy, không xài nhiều quá. Cái này nó rất là kích nha anh em. Cái này đồng số, đây 4-12g, 4-10 leo beo. Cây này là chuyên cho anh em quấn cá chẽm thôi nha. Quấn lóc thì hơi mềm nha anh em. Chẽm, cháp. Ok, tới mùa cháp rồi. Đây. 1m98, cây này rất là đẹp. Cây này chỉ có 80g, cây mít đi đòn này. Thì em sẽ bán cây này với mức giá 1.000.000. Hay. Cho một cây mít đi đòn. Bao zin còn nha anh em. Kế tiếp. Đây, một cây siêu phẩm. Đây là cây Daiko nha anh em. Cây Daiko này mới, bao zin chưa, gần như chưa sử dụng luôn. Cây này có thông số như thế nào đây? Daiko Better 762L 1/8-3/8 OZ 2m28, 4-10 leo beo của hãng Daiko. Thì một bộ OZ 32g 198. Chắc bún mát 14-15g vậy nha anh em. Anh em giúp em nè, cái chia 3 OZ là 95g chia cho 8 nha. 96g chia cho 8 thì ra cái thông số này nè. Đây là số fit nè. Em thấy không? Giờ cây Daiko này bát rất là đẹp. Đây, cái bát của nó đây. Anh em thấy không? Daiko này rất là đẹp. Cây này dùng để câu cá chẽm. Anh em câu chẽm thì cực kỳ tuyệt vời, được trang bị dàn khoan xích. Dòng này khá là nổi tiếng. Đây.
Cây Deco này có mức giá là 2.250.000 nha anh em. Đây cực kỳ đẹp. Cho anh em câu cá chẽm. Cái này hàng này lâu lâu hiếm hiếm mới được một số cây đẹp như thế này. Em nói thiệt. Cây này anh em mua vừa chơi vừa sưu tầm, chân tủ cũng đẹp nữa. Kế tiếp, đây là một cây siêu phẩm nữa nè. Cái dòng này thì anh em đã chơi chắc chắn luôn, đã chơi thường, đã chơi chuẩn dân câu thì sẽ biết cái hãng này. Đây là dòng Fenwick của hàng này, là hàng Daiwa Fenwick FVA. Đây, thông số hơi bị khủng nha anh em. Cây này thích hợp cho anh em quấn cá lóc. Đây, Fenwick còn đại bàng. Dòng này là dòng Daiwa Fenwick nha anh em. Phải không? Không biết phải đếm coi đi, cái gì dòng này. Thì em nói luôn, đó, hãng Fenwick. Bây giờ cây này có mức, có thông số là 3/8 đến 1/2 OZ. Cây này quýt mát tới 30 mấy gram nha anh em. 8 đến 20 level, 2m1, 2 khúc. Đây, cây này được trang bị dàn khoan Buzi 6. Đó, cái Fenwick này. Cây này khá cứng để cho anh em nai clock nè. Thông số tuyệt vời để cho anh em câu clock. Và cây Fenwick này là mã đây mấy này. Mã này là mã Y9. Mã Y9 nha anh em. Cái Fenwick này có mức giá là 2.500.000 nha. Cho anh em săn hàng nha. Này, quấn cái lóc. Anh em nào chơi cái lóc săn cái này là khỏi chạy đâu á. Lâu lâu đựng cây hiếm. Kế tiếp là mã Y10. Mã Y10 là một cây lua Suzumi 2m1. Cây này dùng để cho anh em câu cá chẽm thôi nha. Nếu mà thông số này, để em coi 2m1. Trời, nó không ghi gì hết trơn. Không có ghi gì hết đó. Nếu mà cái đọt mảnh này thì nó tầm là tầm L nha anh em. L thôi. Cây này quýnh mát cho chừng 7g, 7 đến 10g. 7g, em nghĩ là 7g là quýnh con mồi đẹp, khá đẹp. Thì đọt rất là mảnh. Nè anh em thấy không? Hãng này là cây này là cây Suzumi khoan Buzi hãng nha. 2m1 cho anh em câu cá chẽm, cá cháp. Đây khoan Buzi, bát Buzi. Khoan hãng nhưng mà bát là bát Buzi nha. Cây này có mức giá là 750.000 cho cây Suzumi này nha anh em. 2m1 750.000. Kế tiếp là một cây cũng khá là em cũng nói luôn, cây này nó bị một vấn đề này nè. Mày cái dàn khoen quá ngon, dàn khoen quá ngon, không anh em thấy đầu bù là nó bị hạ chút xíu nha anh em, nó bị cụp chút xíu, cụm chút, nên vậy em gắn cái đầu bù nó giữ lại, gắn đưa vô đây. Thì cây này hiện tại là nó là một dòng xích máy ngang nha anh em. Đây là một cây xích máy ngang cũng lai xích luôn. Rồi, để em coi kỹ là cái hãng này coi. Lightic. Này, nó ghi vậy nè. Khoan Buzi xích. Là mớ. Anh em thấy không? Mà cái dòng này là dòng gì? Nó cũng... Sao nó? Em nghĩ là dòng này là dòng... Thì bây giờ em chỉ nói là dòng cái này là lai xích thôi nha anh em. Cho anh em xích máy ngang. Đây.
anh em chơi cặp cái cần kia qua cần này cũng được, hay cần cần này qua máy kia cũng được. Đây thì nó bị gãy chút xíu mà nó quýnh má từ 20 đến 80 gram, thì anh em cứ suy nghĩ. Và em bán cây này mức giá là 1.100.000 nha, 1.100.000 thôi, bán rẻ cho anh em đó. Cho anh em có động lực khoan buji xích, cái dàn khoan này thôi đủ tiền nè, anh em thấy không? Cái dàn khoan này, dàn khoan đồ mới, khoan nhỏ đó, 1.100.000 cho anh em. Kế tiếp là mã Y12, đây là một cây khá đẹp, đây là dòng Ryobi Entertainment Bezel Selection 2m7, rất là đẹp. Cây này mới, gần như chưa sử dụng, nhà hàng trưng bày nha. Thông số cây này là dòng Made in Korea xuất Nhật, là vẫn không ghi thông số lại chúa. Đây, trang bị dàn khoan buji xích đen. Thì cái này cho anh em quýnh lóc cảm giác, thì em nghĩ nếu mà cái cây này tầm quýnh chẽm lóc cảm giác thôi nha. Nếu mà mát cái này quýnh có thể lên tới 21g, 7 đến 21g nha. Đó. Cây này rất là đẹp, cho anh em vừa chơi vừa sưu tầm cũng được, cán bừng. Mã Y12 này có cân nặng là 183g. Mức giá cây này là 1.750.000 cho cây này, cho cây Ryobi này, mã Y12. Rất là đẹp. Lô này cần em còn mê nữa mà, lô này cần em cực kỳ đẹp luôn. Kế tiếp là mã Y13. Đây là một cây cũng khá là nổi tiếng, gam này anh em thấy cái hãng này, nếu mà anh em chơi cần chuyên nghiệp thì sẽ thấy. Đây hãng này Gappity Leather Novo Bosco. Đây thông số 61m98, mát 3 phần tư của set, mát quýnh tới 21g nè, 8 đến 16 label, design for rất là đẹp, for bông, khoen buji xích đồ mớ. Dòng này đâu, sao những cây đồ mớ vẫn là gì, dòng China xuất Nhật hả ta, không thấy nó ghi hãng, chắc hay cái này không thấy ghi hãng, nên vậy em nghĩ là dòng này dòng Japan rồi, không thấy ghi cái nơi sản xuất dòng này. Thường em cũng có một cây dòng này luôn, Made in Japan luôn nha anh em, dòng này thường Made in Japan không à. Đây cây này rất là đẹp, cho anh em muốn cá lóc cá chẽm 7. Và mã Y13 này có mức giá là 1 nha anh em, 1.800.000 cho cây Gapile này. Cây này là cây đồ mớn. Kế tiếp là một cây lua Abu Gassin nữa, mã Y14, cân nặng chỉ 92g. Đây bát đồ mớn, hồi rất là đẹp, khoen buji xích, để mình coi khoen gì ta, đúng không, khoen xít, alo xít, khoen buji xít. Đây Babet 2 622 UL. Đây để cái này là dòng UL nha anh em, 1 đến 32g, 1 đến 4 OZ, 2 đến 6 label, dòng UL. Vậy dòng này là cây này là UL fast nha anh em. UL fast là cái tốc độ nó quýnh nhanh á, nên vậy cái đọt nó mảnh mà nó cứng. Này. Rất là đẹp.
Cây này có mức giá là 1.750.000 nha anh em, cho mã EV4. Tới mã Y15. Mã Y15 là một cây lua máy đứng dòng Bass Special Combo 1m8ML 6 đến 14 leo beo 1/2 OZ mát 16g, dòng China trước Nhật, khoen buji đen chính hãng. Cây này có cân nặng là 104g và mức giá nó là 650k. Kế tiếp là một cây Ikra dòng giả trúc rất là đẹp. Đây, cây Ikra này của Daiwa 1m8. Anh em thấy không? Đây, ngọn của nó đây. Anh em chơi Ikra sẽ biết cái dòng này. Bây giờ đã đang vô mùa Ikra nha anh em. Đây, ngọn của nó. Đây, nó có công chỉ nha anh em. Công chỉ nó để công chỉ biết như đây chi nữa nha. Lát em sẽ cắt công chỉ này cho. Ikra. Cây này cho anh em câu bè, câu cá cháp, cá hành nha anh em. Đây, ngọn cắm vô đây. Cần này khá mới. Cây này cũng mới keng. Cây đai qua 1m6, cây đai qua 1m8 này có mức giá là 1 triệu nha anh em. Cây đai qua 1m8 này có mức giá là 1 triệu cho cây Ikra này. Đó. Bỏ vào. Kế tiếp là một cây Ikeda của Shimano, mã Y17, 92g. Dòng này là dòng Shimano Besso 1m6, cô rơ xuất Nhật. Đây, dòng này là dòng Shimano Besso nha. Nhìn ngọn nó đây, em thấy không? Dòng 1m6, khoen buji xít đờ mới nha anh em. Cây này là cây đờ mới này. Cây này có mức mã Y17 có mức giá là 1.500.000 nha anh em cho cây Ikeda Besso của Shimano. Anh em thấy không? Ngọn dấu trong thân. Kế tiếp là một cây Ikeda Daiwa 1m5 mềm. Cây này mềm nha anh em. Cây này có ngọn là này. Cây y mã Y18 chỉ có 84g. Này, 1m5. Ngọn mềm. Ngọn này như sợi tóc nha anh em. Để cho anh em quýnh cá cháp, cá giò, cá gì. Anh em chơi Ikeda thì đừng bao giờ hỏi ngọn em nha. Đã chuyên nghiệp rồi thì đừng bao giờ hỏi ngọn em. Cây mã Y18 này có mức giá là 600k nha anh em. Còn khá đẹp. Tới mã Y19 là một cây Ikeda luôn. Cây này biết ngọn trong còn không? Rồi cái, nó làm cái móc đẹp không anh em? Nó bẻ cái móc đẹp không? Móc bao giờ cần? À, hai ngọn. Cây Ikeda này hai ngọn nha anh em. Đây một ngọn, ở trong một ngọn, ngoài một ngọn nữa. Ngọn cứng ngọn mềm, ngọn ngoài chắc gãy, ngọn ngoài gãy rồi. Nó bọc ở ngoài, ngọn trong còn nguyên. Ngoài quậy này, còn ngoài nó là gãy rồi, nó bọc ở ngoài. Cây này có thông số là 0.6 1m5 nha. Mức giá của cây này là 900k. Một mét rưỡi. Đây ba bít cơ. Hai ngọn. Ngọn ngoài gãy coi như tặng. Đó, cho anh em búng cá gì câu cái gì câu. 900k cho cây Ikeda này. Kế tiếp
là mã Y20, là một cây ISO 30 2m7 này khoảng. Cây này rất là đẹp, cũng còn mới. Dòng này dòng gì ta? Hai quality carbon. Kuturi 32.7 dòng ISO nha. Này anh em coi nè. Cho anh em quấn đầu cành, câu quấn bền, quấn thích hợp, câu lăn xê, quấn cái gì câu. Nhiều rất nhiều kiểu câu để kết hợp vô những cây này. Cây này có thu gọn là 1, 2, 3, 80 đến 85 cm. Đây, mã Y20 chỉ nặng 150g. Cây này có mức giá là 800k nha anh em. 800. Cây này rất là đẹp. Tới mã kế tiếp là mã T21, là một cây cực kỳ đẹp luôn. Đây. Hồi em giảm giá cái này nha. Cái nút bần này bị bể chút xíu. Nếu mà anh em chơi khéo á, anh em bọc cái màn co, bọc màn co che cái nút bần này nha, là đẹp à. Cái này là một cây lua rút. Đây, 3m6 của Olympic Country. Đây là thông số 10 đến 25 level, 10 đến 40 gram. Này, khoang buji đen Aloxit. Này, cái này cũng còn mới, rất là mới, chỉ có bị cái bần chút xíu như đây thôi. Thì em sẽ, anh em nào thích hợp bo lại cái, bọc cái màn co dưới đây nè, cầm nó đỡ dê tay nữa, thì em sẽ bán cái này tốt chưa. Cái này 1,2 triệu thôi nha anh em, 1,2 triệu thôi. 1,2 triệu cho cây 3m6 Olympic này, bát vàng, rất là đẹp. Này, 3m6 chi bát, cho anh em câu cá chẽm gệt. Để em đo ngọn luôn chưa? Mấy cây xô này em đo ngọn cho anh em chưa? Mấy cây lua thì khỏi cần đi. Ngọn 2.3 ly. Kế tiếp là một cây Nissin 4.5 m, độ cứng H cho anh em bạc bãi biển. Này, rất đẹp. Dòng này nếu mà 4.5 m mà độ cứng H, độ cứng H 4.5 m thì cây này nó rơ vào độ cứng 30 nha anh em. Nha anh em, độ cứng phải 30. 4.5 m mà độ cứng H á là nó rơ vào 30, thì cái độ cứng này cho anh em bạn bán biển là ok rồi. Đây. Ôi rất là đẹp. Cây này còn rất là mới. Đó. Để em coi đọt bao nhiêu ly. Đọt cũng to. Đọt 3.2 ly. Cây Nissin này có cân nặng là bao nhiêu đây? Không có ghi luôn. Cân nặng là 558g. Mức giá cây này là 1,4 triệu nha anh em. Đó, 1,4 triệu cho cây Nissin này. Và anh em bạc bãi biển. Kế tiếp là một cây Daiwa, độ cứng 25, 4.2 m. Đây, cây này Ryobi chứ em lộn, Ryobi Mentanium. Này, cây này có xước sát, ngoại hình xước sát nguyên bản nha, nhưng mà hơi bị xước sát. Thì em bán sẽ giá cực kỳ rẻ cho anh em. Nguyên bản không bị hư một cái gì hết, chỉ có xước sát trên đây, trên cái ngọn này thôi. Xước vài chấm này anh em về lấy sơn sơn lại giùm em. Đó, có cái thật sơn sơn lại giùm em là nó mới rồi. Khoan buji. Cây mã Y23 này là dòng mắt Incorer nha, của hãng Ryobi, độ cứng 25, độ dài 4m, 20 420, nặng 416g. Ngọn 2.8 ly. Cái này ngọn 2.8 ly và mức giá em sale khá tốt luôn, 950k cho một cây súp này nha. Thôi 900k đi, 900k là cho anh em chơi đó, 900. Cái tiếp
là một cây. Này này, đây dòng này là dòng hiếm nè, lâu lâu mới về được cây nè. Anh em nhớ canh để ý dòng này, lâu lâu thật sự lâu mới về được một cây thôi nha. Đây anh em thấy không? Đây là dòng Daiko. Daiko nha anh em, hãng này là hãng Daiko. Hiếm lắm mới về được cây á. Nha anh em. Đây Daiko. Daiko Freemer. Đây. 3m3. Mát 24g. 21g chứ. 3/4 là 21g. 8 đến 16 liều bèo. Action lâu. Khoan buji xít để 3 gặp. Đây, dàn khoan xít. Cái này hiếm lắm á, anh em mới gặp nha anh em. Đó, dòng rút hiện lưu rút mà Daiko dòng này thì phôi cực kỳ ngon nha anh em. Đây rất là đẹp, nó định vị nè, khoen nó định vị hết. Đó, định vị hết tất cả các bóng khoen đó anh em thấy không. Đó, vô định vị hết. Đây đó, để 3 gặp. Cái này siêu hiếm luôn. Cây Daiko này có mức giá là em giá tốt chưa? Sẽ bán giá tốt cây này. 2.150.000 nha, cho anh em vừa chơi vừa sưu tầm. Đó, một cây Daiko. Lâu mới được cây này. Kế tiếp là một cây Y25, độ cứng 50, độ dài 39. Đây, dàn khoan buji đen alo xích môi trời. Cây này là một cây Daiwa, độ cứng 50, 39. Này, ngọn định vị nha anh em. Cây này có được cái hay cái là ngọn nó là định vị. Đây anh em thấy không, 50, 39. Này, cây này em bán mức giá cực kỳ tốt cho anh em luôn. 50-39 cây này. Em sẽ bán giá 1.6 triệu thôi. 1.6 triệu một cây. Nha. Một cho cây Daiwa Powermat 50-39 này, ngọn định vị giá 1.6 triệu thôi. Cái tiếp là một cây Y26, một cây rút đầy khoen rất là ngầu, dàn khoen quá dài, dàn khoen em thấy không, dàn khoen cứng cáp, khoen buji mà cứng cáp. Cái này hãng gì đây, Comeback hả, không ghi. Độ cứng 30, hàng nội địa Nhật nè, tem vàng nè. Cây này cứng nha anh em, cây độ cứng 30 khá là ngon nha. Tại mấy cây cần rút mà độ cứng 30 mà thân to gì nó cứng lắm nè anh em thấy không, cứng nhắc à. Cho anh em chúng vợ nào lấy cây này là quýnh tuyệt vời luôn nha. Nặng 119g, cứng ngắt 650k, quá rẻ không, 550k cho cây độ cứng 30, 2m4, quá rẻ. Đây một cây ISO biển đọt 4, cái gì đúng rồi, đọt 4 4m2, mớ tinh. Em coi là dựng khoen nè, khoen buji biển phát quang thì mới tin luôn nha anh em. À, đọc 4 4m2 cho anh em săn hàng này, mới tin. Cái này cũng ngắn nha, nó rút gọn chỉ có đầu 1 2 3 4 4 90, tầm 90cm thôi nha, mới tin. Cái mã 27 này nặng 400
90g. Còn đếm coi ngọn mấy ly, đọt 4 là ngọn mấy ly ta. Ngọn 2 ly 4. Cây này có mức giá là 1 triệu 7. Hoàn bán chỉ 1 triệu 650k thôi. Nha, 1 triệu 650k cho cây mã 27 này, mới tinh. Dàn khoan rất là đẹp nha anh em. Đây dàn khoan nè. Giống như chưa xài vậy. Kế tiếp là một cây lõng, một cây Kenvo Light ISO khoen nhỏ đọt 3 3,7. Này xoắn hai da đọt 3 nha anh em, đọt 3 đọt chà bá lửa nè. Đó. Cho anh em cái đọt chà bá lửa luôn á. Đó, cho anh em búng. Rồi, cái này cứ ngắt. Phôi hai da nữa. Phôi da da. Dòng Kenvo là dòng của bên áo giáp chống đạn á, đưa vô cái sợi carbon á. Anh em, phôi hai da. Đọt 3, 3,7. Cây này mã 28. Có giá là 950k nha anh em. 950k cho cây ISO này. Rồi, cũng khá hiếm đó, đọt 3, 3,7 đó. Tiếp là một cây cũng khá hiếm nữa. Đây. Mã 29, nặng 574g, một cây ISO đọt 7 5m3 của Daiko. Nha anh em, cây này hãng Daiko nha. Này. Daiko, Daiko nè. Đọt 7 nha anh em. Trời ơi, anh em thấy cầu ISO mà thấy đọt 7 chưa? Đó, em về đường cây đọc 7 nè. Khoen buji xích. Khoen mày nó khoen không bị bể, không gì hết nha anh em. Nhưng mà nó hơi cũ chút xíu thôi. Anh em về vệ sinh giùm em nha. Đây, không bể không gì hết. Dạ khoen xích. Cái này anh em về xịt, xịt R77 á. Vệ sinh giùm em nha. Em chưa vệ sinh. Nó hơi cũ cũ, nó hơi ố ố dơ dơ thôi nha anh em. Này, một cây siêu hiếm cho anh em bún bạc bãi biển. Đọc 7 nha anh em. Đó, anh em kiếm được cái nào đọc 7 thì báo em, chứ em có đường cây đọc 7 vậy đó. Này. Đọt 2 ly 3. Cây này có mức giá cũng em cũng hơi cũ, em bán giá tốt chưa? 2.500 này. Rồi em bán giá cây này, cây đọc 7 này 2.500k nha. Cũng khá hiếm. Cho anh em bún bạc bãi biển câu săn hàng. Quýnh lục cũng được luôn nha. Cây này nếu mà đọc 7 này quýnh lục bền được luôn nha. Nếu mà đọc 7 7 quýnh lục bền được không ta? Lục bền thì hơi hơi cứng à. Bền được. Đó. 2.500k cho cây đọc 7 5m3 này. Kế tiếp là mã 30. 30. Một cây đai qua đọt độ cứng 20 3m1. Made in Thailand. Rất là đẹp. Này. Này dọc dây trong nha anh em. Đây alo của nó. Cái này mớ. Rất là mớ. Thích hợp cho anh em vừa chơi vừa sưu tầm. Ngọn 2 ly 2. Rồi, cây đai hoa này có mức giá là 750k nha. Giá cũng khá tốt cho một cây đai hoa dây trong. Mở tinh 750k thôi. Màu rẻ luôn, ngon bổ rẻ. Đây, alo ship môi trời. Tiếp là một cây đai hoa 30 2m7. Đây, mã là mã 31. Cũng còn khá đẹp, alo ship môi trời luôn. Này, khá đẹp. Cái này phôi hai da hả? Đúng rồi, hai da xoắn caro. Độ cứng 30, độ dài hạn chiều dài 2m7, khá mới tinh, cái này mới tinh luôn á. Rồi, mã 31 mức giá là 850k. Thì em cũng nói luôn, anh em nào mới mua hàng của em vui lòng cọc cho em 100 ngàn em mới ship hàng nha anh em. Hiện tại đang ship hàng rất là khó khăn. Rồi, chúc anh em thủ một ngày mới vui vẻ. Cần thì liên hệ số điện thoại 0907010129 giúp em.
nhớ đăng ký kênh và để thông báo để cho em lên clip anh em thấy được cái clip mới em mới đăng nha. Cảm ơn anh em nhiều.